Xin chào các bạn, có khi nào các bạn nghĩ rằng bản thân các bạn muốn hàn gắn tình cảm với một ai đó hay chưa? Nếu mà bạn muốn hàn gắn tình cảm với một ai đó mà bạn không hiểu được những cái điều mà bạn phải đối diện thì cái việc hàn gắn của bạn sẽ không thực sự mang lại ý nghĩa, cũng như là cái mục đích hàn gắn nó sẽ trở nên vô nghĩa và chẳng có hiệu quả nếu bạn thực sự không hiểu về chính bạn cũng như là không thể hiểu về đối phương khi mà bạn đang nỗ lực hàn gắn mà không hề đúng phương pháp và đúng cách. Để mà chữa lành một vết thương bằng cái việc hàn gắn, có nhiều khi cái cơn đau đó nó đã làm cho bạn bị mù quáng, mất hết lý trí và chẳng thể nào thực hiện được mong muốn hàn gắn của bạn. Khi mà bạn trải qua và đối diện với những điều tồi tệ mà sức mạnh trong con người bạn không đủ lớn để vượt qua, đủ bao dung, đủ tất cả mọi sự bình an để quên đi những cái nỗi khổ, niềm đau trong quá khứ, thì cái việc hàn gắn của các bạn cũng không được như ý. Vậy thì khi mà bạn muốn hàn gắn thì bạn cần phải chuẩn bị cho mình sự kiên nhẫn để chờ đợi người bạn đời có thể tốt trở lại như xưa, hoặc có thể cho họ một cái không gian thời gian để họ có thể nhìn nhận lại bản thân họ để có đủ sức mạnh quay lại với bạn. Tình yêu các bạn đủ lớn thì không ai có thể tách và ngăn cách các bạn được. Khi mà các bạn quyết tâm cần có nhau và thực sự có những người đã rất là nỗ lực trong việc hàn gắn, đã học quay trở lại sau một cái cơn bão lũ như vậy mà họ vẫn có được một cái tình cảm ngọt ngào và viên mãn. Đó là những cái lý do khiến cho người trong cuộc nghĩ đến việc mình cần hàn gắn với người bạn đời của mình. Và hôm nay Sóng Tình Yêu GB cũng sẽ chia sẻ đến bạn ba điều mà bạn phải đối diện khi mà bạn muốn hàn gắn. Và nếu bạn không vượt qua được những cái điều này thì cái việc hàn gắn của bạn sẽ trở nên tồi tệ. Và chính cái việc hàn gắn đó sẽ là một dấu chấm hết cho cái việc mà bạn cố ý hoặc là chủ tâm, chủ đích trong việc bạn muốn hàn gắn đấy. Những cái điều này mình chia sẻ cho các bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ có được cái sự hàn gắn tốt đẹp nhất trong khi mà các bạn phải nghĩ đến cái việc bạn phải vượt qua được những cái sự thử thách như thế này. Cái điều đầu tiên, áp lực thị phi của mọi người. Những người ảnh hưởng đến bạn là ai? Là cha mẹ của bạn. Trong một số tình huống nào đó thì con của bạn cũng sẽ chính là rào cản thị phi, không muốn cho cha hoặc mẹ của chúng quay về. Bởi vì con cái nó nhận định ra rằng việc mà cha mẹ quay lại với nhau có thực sự hạnh phúc hay không, cái sự đổ vỡ đó lại mang đến hạnh phúc cho cả hai. Cái việc mà bạn cần phải thuyết phục những người trong cuộc chấp nhận và tôn trọng cái quyết định của bản thân bạn là cái điều cần thiết cho cái việc mà bạn phải nghĩ rằng cái đối tượng bạn muốn hàn gắn có thực sự cần thiết với bạn hay không. Cuộc sống này là của bạn, hãy để cho bạn được thực sự quyết định. Cha mẹ của các bạn cũng có thể không đồng ý khi mà đối tượng bạn đời của bạn trở nên hư xấu và trở nên là một người tồi tệ đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng bây giờ họ muốn quay trở lại và chính bản thân bạn cũng muốn hàn gắn tình cảm đó. Thì những người xung quanh bạn lại tạo ra những cái áp lực thị phi từ những cái điều mà anh ta hoặc là cô ấy đã từng gây ra cho bạn những cái sự khổ đau đó. Vậy đối diện với trước những cái thử thị phi trong gia đình của mình mà chính bạn không tự bảo vệ được mình, không chứng minh cho những người thân của bạn biết rằng bản thân bạn cần hàn gắn là điều cần thiết, thì bạn sẽ bị người ta tác động và luôn luôn lấy cái hình tượng, lấy những cái sự khổ đau trong quá khứ để mà nhắc lại cho bạn những cái điều mà bạn sẽ sai lầm trong tương lai khi mà bạn muốn hàn gắn. Thâm tâm bạn muốn hàn gắn nhưng những người khác lại khuyên bạn không nên hàn gắn. Như vậy thì thực sự bạn có giữ vững được lập trường của mình trong cái vấn đề bạn muốn hàn gắn hay không? Đây sẽ là một cái bước đầu tiên trong cái việc mà bạn đối diện với việc hàn gắn. Cái điều thứ hai mà những người hàn gắn thực tâm sẽ phải đối diện đó chính là bản thân họ phải đối diện với một cái chuyện là niềm tin bị đổ vỡ. Có thể nói rằng niềm tin là một điều gì đó rất là mạnh mẽ nhưng đồng thời nó cũng rất là mong manh. Khi đã mất niềm tin rồi thì có thể sẽ không lấy lại được niềm tin một lần nữa. Khi mà bạn đã không còn niềm tin vì niềm tin đã một lần đổ vỡ, bạn sẽ nghi ngờ, nghi hoặc về đối tượng người kia không còn thực sự yêu bạn. Bạn sẽ muốn kiểm soát, bạn sẽ thất vọng, bạn sẽ đau khổ khi mà thấy rằng tất cả mọi cái công trình hàn gắn của bạn bị sụp đổ. Những cái suy nghĩ tiêu cực sẽ vây bám lấy bạn. Mọi cái sự nỗ lực khi mà bạn muốn hàn gắn nó sẽ tiêu tan. Khi mà niềm tin của bạn không thể xây dựng, không đến từ bên trong con người của bạn, cũng như là bạn không thể lấy lại niềm tin từ người bạn đời của bạn nữa, thì cái việc mà bóp chết tình yêu đó sẽ là cái điều mà bạn tự làm, tự gây ra cho chính mình. Khi mà bạn không thể bao dung trước sai lầm của kẻ khác thì bạn sẽ lấy những sai lầm của kẻ khác để hủy hoại chính mình. Đây chính là cái vấn đề bạn phải tự xây dựng cho mình một niềm tin vững mạnh khi có được người bạn đời đó.
và bạn phải đủ lòng tin để bao dung cho những sai lầm của họ. Có một điều thực tế xảy ra ở đây là khi mà chúng ta đối diện với những cái sự việc như vậy, chúng ta rất là dễ bị ám ảnh. Và khi mà chúng ta bị ám ảnh thì chúng ta sẽ bị tâm lý như thế nào? Chúng ta bước qua cái phần chia sẻ thứ ba, đó chính là sự ám ảnh của chuyện cũ. Việc mà bạn nhắc đi nhắc lại, chỉ trích những sai lầm của người khác, làm cho người đó bị tổn thương, khơi gợi những cái chuyện cũ. Thì bản thân người đã làm sai, người đã từng gây ra cho bạn những cái sự đau khổ, họ sẽ rơi vào một trạng thái là phòng vệ và chống cự. Họ sẽ tấn công bạn lại trước những cái lời chỉ trích của bạn. Chính cái điều đó sẽ làm cho bạn bị tổn thương. Chính cái điều đó sẽ làm cho bạn tham gia một trận chiến vô hình. Cái điều đó sẽ làm cho bạn bị đau khổ. Khi mà bạn cần cái sự đáp trả trong cái việc mà người đó sẽ tốt với bạn trở lại, cái điều đó là điều bạn mong đợi. Nhưng mà ngay tức thời có thể là phải cần có một khoảng thời gian để cho họ thay đổi nhận định, cũng như là bản thân bạn phải chấp nhận với cái việc mà họ đã trở nên khác trong một thời gian ngắn. Bây giờ họ trở nên tốt lại thì cũng cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định nào đó. Nên bạn đừng có nôn nóng. Hãy trang bị cho mình đầy đủ lòng kiên nhẫn để mà tự xoa dịu những nỗi đau của mình. Đó chính là sự bù đắp mang lại cho bạn những cái giá trị tinh thần an ổn nhất trong cái thời khắc mà chính bản thân người kia chưa đủ sức mạnh để tự xoa dịu bạn. Thì cái việc mà bạn phải tự làm cho bạn lành vết thương là cái điều quan trọng nhất. Khi mà bạn đặt vào trong một số các tình huống, bạn sẽ hiểu rằng cái việc người ta đau khổ hoặc là người ta phát sinh ra những cái điều sai trái là có một phần sai trái từ mình tác động lại. Mình là một tác nhân khiến cho họ bị sai trái. Khi mà bạn cảm thấy rằng mình cũng có lỗi trong cái lỗi của người khác thì cái lỗi của người khác sẽ giảm bớt. Khi mà người khác có lỗi mà người ta xin lỗi, người ta thú nhận trước bạn là người ta có lỗi thì những cái lỗi đó nó bị mất đi. Đừng có vì những cái lỗi đó mà cứ lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại như một vết thương, hàng ngày bạn vẫn cào vào nó và mong vết thương đó liền sẹo là cái điều không thể xảy ra. Khi mà bạn đã chấp nhận bỏ qua cho một ai đó thì đừng đưa mình vào cái thế là tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi sẽ là cái người mà tha thứ bao dung được mọi tất cả sai lầm của anh. Bạn đưa mà bạn vào cái vị thế là người trên cao để mà có thể sai khiến, để mà tha thứ, để mà làm cho một người khác được an vui, thì cái quyền lực trong bạn nó trở nên phình đại và nó sẽ trở nên kiêu mạn và bạn sẽ trở thành một người cố chấp. Đứng trước cái cơn bão lũ về ngoại tình thì có thể nói rằng không ai có thể đứng vững được. Cái cơn bão lũ ngoại tình nó sẽ đủ sức mạnh quật ngã một người có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cái vấn đề để mà phục hồi trở lại như xưa thì bản thân mỗi người chúng ta phải tự tạo cho chính mình một cái sức mạnh, một cái lòng tin và một cái sự kiên nhẫn. Trái tim của bạn đủ lớn thì sẽ đủ yêu thương, đủ bao dung cho tất cả mọi sai lầm của một ai đó khi mà bạn muốn hàn gắn bạn nhé. Khi mà bạn muốn hàn gắn, bạn hãy nghĩ đến những cái điều tích cực thay vì nhìn mãi về những cái sai lầm đó và chỉ trích về nó bạn nhé. Việc hàn gắn của bạn có thành công hay không là do chính bạn. Việc hàn gắn của bạn có trở nên mỹ mãn hay không là do chính cái thái độ, lời nói và lòng bao dung của bạn có sẵn sàng để tiếp nhận một lần nữa những cái sai lầm đó sẽ không lặp lại trong tương lai khi mà cả hai người cùng cố gắng hay không. Khi mà chúng ta đối diện với một sai lầm của kẻ khác, bản thân bạn có thể bình tĩnh và nhìn nhận nó một cách tốt đẹp hơn hay không. Nhìn trong những nghịch cảnh vẫn có những cái điều tốt đẹp từ những cái nghịch cảnh mang đến cho bạn. Vậy khi mà bạn tiếp nhận những cái điều sai của người khác, bạn suy nghĩ như thế nào? Bạn chỉ trích nó hay bạn có thể bao dung cho nó? Bạn có thể hòa tan nó, bạn có thể làm cho nó mất đi khi mà thực sự bạn có đủ lòng tin yêu, đủ cái lòng vị tha cho những sai lầm của người khác bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của Sống Tình Yêu GB trong ngày hôm nay.